Kính thưa quý vị và các bạn, phía trước mặt các bạn đây là chú Trà và Hương, là một lãng khách giang hồ và là anh em kết nghĩa với Đại Ca Thay, ông trùm của những ông trùm giang hồ Sài Gòn trước năm 1975. Lê Nguyễn xin mời các bạn nghe tiếp câu chuyện của chú Trà và Hương kể về những giai thoại giang hồ Sài Gòn trước năm 1975. Thì ở phần trước thì các bạn cũng được nghe chú Hương kể về câu chuyện băng đảng người nhái của ông trùm Châu Nhị, cũng như cái chết của ông trùm Châu Nhị và Hợi Điên của băng lính dù. Tuy nhiên mà qua cái cuộc trò chuyện với chú Hương thì mình cũng được biết thêm thông tin đấy là trong giang hồ Sài Gòn có một nhân vật rất khét tiếng và người này cũng thuộc băng người nhái của ông trùm Châu Nhị. Bây giờ Lê Nguyễn xin mời các bạn nghe câu chuyện của chú Hương về nhân vật đặc biệt này nhé. Tụi thứ dữ không à? Nhưng ở nhái nó có một thằng mạnh nhất, nhân tóc vàng. Chú kể con nghe, lúc chú tiểu từ thiên quân chiến, chú có bà xã chú là đủ, nó cúp quý lù là ai cũng nghe tiếng, nó đẻ cho chú lần tuấn. Giờ chú kể con đi Mỹ đó, ở bên Mỹ, thì trưa đó chú về, chú dòm thấy tóc tai nó bung sung á, mặt nó trầy, nó kêu bà Tư dọn cơm cho chú ăn, chú nói ủng mà sao mà mặt mà mày vậy, nó không dám nói. Thì con Hạnh chị em bạn nó đó, kêu con Hạnh Mông Cổ, con nó bự lắm. Con gái mà bự mà tướng nó như... Tướng Mông Cổ. Ừ. Con gái Mông Cổ. Nó nói nó quýt lộn mới về đó. Bây giờ cái xe bị lấy trên đó rồi. Tao nó ở đâu? Nó kêu gì vậy? Tao ra nghe chỗ nó lụ nhái không à. Danh tóc vàng, thằng đó không có nói chuyện. Tụi nó bắn chết, nó giục lên xe, nó chạy vòng vòng đó. Dữ lắm. Tóc nó nhằn thè, nó cao như chú, nó rắn, nó dễ thương. Con vợ nó tên con Cọp. Con Nhân. Con vợ chú là con Cúc, Vi Lù. Hai đứa quýnh nhau, cứ ai con này chú làm tóc thì vợ chú lại đụng qua quýnh. Quýnh qua quýnh lại thì nó mới hẹn bà xã chú. Mày ngon lên cây dừa quýnh tới đâu. Con này nó ngu, nó kéo lên, nó chở đôi đụng lên tụi gặp quýnh, đụng bỏ chạy xe luôn. Nó giục xe đó luôn. Thì nó mới nói thiệt, nó mới quýnh lộn ra anh Hương ơi. Tao quýnh ở đâu vậy? Tao ở lên đạch dừa quýnh tay đôi với con Cọp với rảnh đó. Chú là ra kêu xe làm. Ra kêu xe làm, bao xe làm đây. Bao ơi! Giờ cái xe đâu rồi? Xe quýnh bỏ chạy dục rồi rảnh. Thì chú vừa, chú ngồi xe làm vừa tới thằng Danh đó. Con vợ nó chạy kêu nó. Anh ơi, có thằng thiếu quân chiến nó lên. Con vợ nó cũng đâu biết chú là ai. Thằng Danh nó nhảy ra, nó dòm thấy chú nó đụng má trời Dương. Cái gì vậy Hương? Tao đụng má mày vô con này coi. Con này lận vợ tao. Đụng má cái xe tao quýnh sao mà bỏ xe này. Nó là đứng đây. Phan. Mày vô mày kêu con Cọp ra đây. Con vợ nó. Đây. Con Cọp. Đụng má thì vợ trời Dương. Hai đứa quýnh tay đâu. Đụng mẹ mày. Sao vậy? Thì con Dần nó mới kể, một lần em xuống làm tóc đụng má nó đón quýnh em. Rồi em hẹn nó lên quýnh tay đôi, đụng nó quýnh, tụi em quýnh nó bỏ xe. Nó kêu, Dần nó kêu, vô lấy xe đẩy nó ra, đụng má xe trời Hương vợ nó. Từ nay hai đứa đụng mẹ quýnh lộn nữa. Là hai anh em ngồi nói chuyện, lấy xe về, tụi nó bắt tay nhau. Sau này con này xuống chợ thì con này tiếp, anh chị em chơi. Đụng má thì cũng dữ lắm, kêu biết, kêu cút bí đù mà, đụng má nó cao. Bà xã chú tóc dài nữa đó là nó cuộn lên mẹ nó quýnh. Nghĩ bắt cười lắm. Ngã mấy bà mà không biết mấy bà đánh kiểu gì. Mấy bà đánh nhau đánh kiểu gì ạ? Đụng mẹ nó quýnh tận là ngồi tự nhà nó gặp cái đám kia nó càng nó quýnh bỏ xe luôn. Ông mẹ ngu lên tới sớm đó. Ơi ơi đụng mẹ cười ngu. Chú dài nè, thằng Danh tóc vàng nó có cái tật. Nó cũng chết đau thương vậy đó. Ô, cũng... chết, nó chết, bị bắn chết. Nó mắng người ta chết rồi nó bị bắn chết. Để chú kể con nghe. Nó có cái tật nhái mà. Nó đi nhảy đâu nó về. Nhưng cái tật của nó mời rượu, nó không có rời ly. Nó bày bằng tràn. Nó kêu một cái tràn là 10 ly. Một tràn là 10 ly. Nhưng mà nó không có mở mắt. Nó hai cây. Ông thầy nó ngồi nó cũng không thấy nữa. Bữa nay Danh chơi một bữa nó móc hai cây nó bắn bắn đèn ổng để cho nó bắn, ổng biết cái thằng đó mà đệ tử ổng rồi chưa bắn bể hết bóng đèn chưa, nó nghe tiếng ổng nói thầm nó mở mà. Nó dễ thương,
bữa nay danh chơi bữa nó xin lỗi nhau, nó mời nhưng nó mời con không có ly, mời bằng tràng, cưng tràng 10 ly, à rót 10 ly, à, 10 ly bưng cái, bưng cái tràng, bưng cái tràng ra, nó có cái rổ vậy, nó tổng để 10 ly uống hết một ly, y như cái dĩa vậy đó, à. Nhưng mà đẹp lắm, 10 ly, nó mời lần 10 ly vậy nè. Danh tóc giang nè, chú kể con nghe, nó quýnh lộn với biệt đoàn 530, cái là biệt đoàn của lộn cảnh sát giả chiến, cảnh sát mà nguyên cái phù hiệu nhận nhận này nè, dữ lắm, tụi mình có y nhái không, đồ quýnh qua quýnh lợi, giờ nó mắng chết, nó lấy cái xe riếp nó thảy lên trên trước á, cabo á, nó cầm cây đại liên, nó lên nạn, ồn má chạy vòng vòng, cái xác nó chở chạy vòng vòng chợ. Ôi Vũng Tàu ai cũng biết nó. Ông thầy nó phải ra đứng xin lỗi, xin đem cái xác xuống. Đổ nó đi, đưa nó về đặt khu đường xác. Cách giờ. À. Hồi nãy nhái nó cũng đóng đó, đó. Hải quân rồi nhớ, đặt khu đường xác đó. Thì đêm nó cũng rụng đi về. Nó về nó gặp thằng Địa Phương Quân, Địa Phương Quân, nó gác, nó gặp đâu đó, nó lấy cái ba súng nó đập, nó lên đạn, đụng mày không ráng, mày chưa biết tao à, đi, nó quýnh cái ba súng thôi, thằng này đụng mới đi, về y tá bằng, này nó ôm cái súng, nó đứng ngay, nó chờ, thằng Danh nó xỉm rồi. Nó lũi lũi vô lũi, nó kêu dành dành nước ra, nó quất nguyên một băng bắn chết gục luôn, một băng đạn, một băng đạn rồi bắn nguyên một băng luôn. Ông mới chết năm bao nhiêu chú? Rồi lúc đó chú ở năm 64 65, nó chết năm 65, năm 1965. Vậy là chết trước chú đi về chú ở tù thì ở đây nó chết. Đã. Kêu Danh tóc vàng, cái đám Bình này rồi, đệ tử nó, Minh Môn rồi, Trọng Tấn rồi, chỉ có Châu Nhị là thầy nó thôi. Châu Nhị dạy nó nhái mà. Đúng rồi. Con nghe tôi Danh tóc vàng, nó rất là mạnh. Danh tóc vàng, ông rất... còn vợ con gì không chú? Thì cũng lấy gái ra lầy làng chơi thôi, còn vợ ruột thì chú không có biết. À. Nhưng mà lúc đó nó cặp mấy con ở rạch dừa đó, gái lấy Mỹ rồi, bắn ba rồi đó. Thì nó coi ở dưới mà, nó coi rạch dừa mà, nó xếp ở dưới mà. Cũng chết đau xót quá ha, chú nhỉ? Nó rất là mạnh. Mà nếu mà chú như người ta là đồ, thằng bé bún chết. Chú kể còn nghe. Cái lúc đó chú ở trong nhà ông Bôn á, rất là phát cảm dân á. Thì thằng chú Ngục này nó cũng là nhái, thằng gì? Nó lấy con Lệ hôi nách. Đây chú kể con nghe. Bị hôi lách hả chú? Ờ nó hôi nách. Thằng bé bún thì cái thằng hay lấy vợ người ta. Bé bún á? Ờ chú rất ghét bé bún mà đụng nhân đạn ca thai đó. Vâng. Ờ quận 4 đó. Bé bún 5 tiếng đó. Vâng. Thì chú có bà xã, chú kể con đó. Vâng. Bà ơi chú kêu chạy ra mua cho anh ly cà phê sữa với xin anh miếng nước trà của cà phê Tâm á, cà phê Cẩm Dân á. Ở đó nó có nước trà vô địch. Bà vừa ra thì bà dòm thấy bên này cây súng, bên này cây súng, bẻ bún lưng bên này. Thằng Danh tóc vàng đứng đây. Điếm 3 tiếng nộ mà chụp súng mạnh nào này bắn. Ủa đủ súng như miền Tây ạ, à? Như, à. Như cao bồi miền Tây luôn. Thì thằng Danh tóc vàng nó đứng đây. Thằng bẻ bún lưng bên này. Trong đời chú cứu bẻ bún 2 lần, để chú kể con nghe. Bà xã chạy vô bà kêu chú, anh em ra lẹ lẹ. Đúng rồi sao em bẻ bún như... Lạnh. Ông Danh hai bên rồi cái súng người bên đứng nghe đầu hoàng, anh chạy ra coi có lấy gì vậy ơi, rụng rồi tôi biết vụ này rồi. Bé bún á, gọi vợ của ấy rồi là trong bàn cây súng này đụng không có đạn, nó khùng anh ơi, đụng cái súng cho bé bún có đạn, à cái mắng của nó mà bé bún chụp là đụng nó bắn chết rồi, cây súng của ông Danh tóc vàng nó có đạn, cây súng bé bún có đạn là tức rồi. Là nó ra để bắn tay đôi. Nhưng con tưởng em trước khi bắn phải kiểm tra súng có đạn không chứ? Không. Thì chú không biết là nó kiểm tra không. Vâng. Thì bà xã chạy ra kêu chú. Chú ra. Chú ra chú hỏi gì à? Dạ súng. Bắn bắn tao nè.
Đụng mày tưởng cái gì? Tôi kêu bà xã, em chạy lên đụ má trên cái nhà chòi á, nhà bà Tiết á. Em đem cái con Lệ nó ra bến xe đó, đủ đi về Sài Gòn. Đụng mấy con Lệ thôi đó. Còn tôi nói với mấy muốn bồ có cái tật, không biết vợ ai. Ông nội giang hồ đi chơi, ông bị cái vụ này hoài. Danh tranh giành nữa, cái con này là con hôi nách. Dẹp xuống đi, bắn tao nè. Là bà xã mới lên bắt em ra đuổi bánh xe đi về luôn. Rồi một lần nữa. Con cắt lời chú chút nhá. Thật sự là chú Hương kể mình cũng rất bất ngờ. Mình không hình dung được một cái cô gái mà bị hôi lách. Mà chú Hương cũng rất ấn tượng. Mà trong cái đó ông Danh Tóc Vàng và cái ông bé Bún này nó cũng là hai giang hồ cũng rất chi là khét tiếng. Mà lại tranh giành một cái cô gái này. Chú có biết cái cô này tên là gì không? Tên Lệ. Chú kêu Lệ hôi nách. Là cũng là gái hàng chơi phải không ạ? Đây nhận trời. Chú biết mà, tại nó cầm bé Bún chú biết. Mà con đó là hồi trước nó cầm Danh. Bây giờ tụi nó gì cái chỗ đó. Tụi mấy chú uống nó hay là. Nhưng mà chú nhìn cái cô Lệ này có đẹp không? Có đẹp nó đẹp, nó đẹp. Đẹp gái bới đầu lèo là mang mắt kính trắng sang. Nhưng mà nó có cái bệnh hồi nát. Mà sau này cái đợt mà chú đuổi cái cô này thì cô này đi đâu? Đuổi về Sài Gòn. Vậy lúc đấy là mình đang ở quận mấy ạ? Vũng Tàu. À, năm 84 chú đang ở Vũng Tàu. À dạ. Chú nói bị cái con này cũng mẹ nó gặp thằng này rồi nó gặp thằng khác. Mà cái con không ra gì, hôi nách để tranh giành nhau đúng không? Anh em đổ máu vì một người. Chú có kêu bà xã lên nhà bà Chi Tiết á, bà có nhà cho nó ở đó đó. Đem nó ra bến xe đuổi nó về Sài Gòn. Dạ. Bà xã chú giữ lắm, chú kể con đó, chú bí lù mà. Chú giữ lắm, đuổi nó về Sài Gòn luôn. Chú chửi cho một chập, bạn bè. Tụi nó rất thương chú. Tại cái thằng nào không có giận chú. Tại chú làm những cái chuyện không có nghịch lý giang hồ. Chú can anh em không? Chú không muốn anh em đổ máu. Cũng như chú kể lại với Nguyễn Cũ.